Xin chào anh em nha anh em ơi. Bữa nay ghe thu mua của mình đang trên đường chạy vào cảng Ba Ngòi Cam Ranh nha anh em. Nơi mình đang quay đây chính là khu vực cửa nhỏ của Cam Ranh. Đây trên đường đi vào cảng Ba Ngòi, mình chạy vào cửa nhỏ còn có một tàu cá lưới rút đêm của Phú Yên đang chạy ra. Mình quay lại tàu cá lưới rút đêm của Phú Yên cho anh em xem nha anh em. À, mình quay thấy tàu cá lưới rút đêm cũng khá là lớn. Quay lại anh em xem anh em tự đánh giá mẫu tàu như thế nào ở dưới phần bình luận nha anh em. Đây hiện tại mình đang ở trong khu vực cảng Ba Ngòi của Cam Ranh anh em. Mình quay mấy mẫu ghe của Quảng Ngãi. Ghe câu mực xà. Ở trên ghe có tầm hơn 10 cái thúng chai anh em. 10 cái thúng nan chai. Hai ghe câu mực xà. Đó, anh em thấy cái dàn phơi mực nó kéo dài từ trước ra sau. Cái đặc thù của ghe câu mực xà. Đợt này có gió nên mấy ghe câu mực xà họ vào cảng Cam Ranh để núp gió. Hầu như mấy ghe câu mực xà là đa phần là vào cảng Cam Ranh để núp gió anh em ơi. Ghe của Quảng Nam, ghe câu mực xà của Quảng Nam nha anh em. QNE. Đây có một chiếc tàu cá lưới rút khơi của Tam Quan. 99968. Ghe rất là dài. Máy này mấy chiếc lưới rút đi khơi trong đèn nha anh em. Đi ở ngoài đảo. Đi các cái khu vực đảo Đá Lát, Trường Sa. Nói chung mấy ghe lưới rút này toàn đi cái vùng biên. Mấy ghe lưới rút này đi ở ngoài khơi đánh cá ngừ chính anh em. Đánh cái sọc dưa gan. Đặc thù của cái ngờ lưới rút đêm đi biên này nó khác với cái ngờ lưới rút đêm đi lộng của mấy cái đoàn tàu lưới rút mình hay quay nha anh em. Mấy ghe đi khơi này cái đặc thù của lưới là lưới nó cộng nhựa nó lớn hơn. Lưới 15. Đặc thù đây khoảng là máy đánh trong đèn là chính. Ghê đóng phải ngay luôn. Dài quá, hết nói eo phọt gì nữa. Nhìn cái mẫu ghê nó không có ngầu giống như mấy mẫu ghê của tàu cá lưới rút đi lòng. Nhìn nó thanh thanh sao á, cho nó không có đầm cứng mà nó ngầu như mấy chiếc 25-26 mét ở đi cái vùng khai thác chung đòn với mình. Nhìn nó ngay mà nó không có thanh, đóng nó hơi quẻ. Không có đứng hông giống như mấy cái mẫu ghe của đi cái vùng khai thác mà mình hay quay.
quay lại mấy chiếc câu mực xè cho anh em xem. Mình có gặp và trò chuyện với anh thuyền trưởng của câu mực xè, nói đi 3 tháng rồi mới về. Dở sợ. Đi từ ngày đi tới bây giờ là 3 tháng mới gặp vợ anh em. Gặp vợ nhưng gặp ở cảng Cam Ranh, nhưng phải gặp ở nhà. Ghe vô cảng rồi vợ ở ngoài quơ bắt xe vào. Biết gì vui đâu.